Dạ, em xin mến chào quý cô chú, anh chị em. Ngày hôm nay là ngày mùng 8 tháng 9, ngày thứ năm. Em có lên được 3 cây mai vàng thành phẩm. Rất mong được sự ủng hộ của quý cô chú, anh chị gần xa. Em cảm ơn quý cô chú, anh chị đã ủng hộ em clip ngày 7 ngày hôm qua. Rất là mau lẹ nha mọi người. Đầu tiên thì ngày hôm nay thì em sẽ lên được 3 cây, 3 thể loại đều khác nhau. Một cây lùng lực, một cây dáng gọi là dáng song thân mà nghệ thuật nha mọi người, và một cây sù bú nha mọi người, rất là độc lạ. Rất mong được sự ủng hộ quý của chú anh chị gần xa. Giờ em bước vô đầu tiên clip ngày hôm nay là một cây lùng lực. Cái này thì nó là một cái bonsai rất là gọn và một cái cây rất là đẹp luôn luôn nha mọi người. Đây, cô chú anh chị nhìn thấy nó nằm cái chậu rất là em ép chậu nha mọi người, ép chậu. Đây, mọi người nhìn thấy không? Thân thủ của nó lùng lực, cây này sẽ không phải gọi là một cây lớn, nhưng nếu mà nói về điểm mà mình chơi những cái cây mai bonsai mà hàng mà tầm trung á, thì em nghĩ cây này rất là đáng để sưu tầm cho mọi người. Tại vì bên em thì không có làm được những cái mặt hàng chậu cao cấp. Tại dưới em ở dưới Kiên Giang thì mua chậu nó cũng hơi khó nha mọi người. Mua vô chậu nó hơi khó, em quên em lắp đế hết trơn rồi. Đế cây này rất là đẹp nha. Rồi giờ em sẽ bước vô đo thông số. Cây số 1, em sẽ đo quành eo, thì mọi người cũng biết đến mai vàng miền Nam bên em thì sẽ cứ đo đây là chuẩn nhất 32 ngang cái cổ đế. Đây 40 nha mọi người, 40. Cái này hiện tại giờ đang nằm chậu lọt lòng 48, hông lọt lòng 33, tán ngang của nó là 70. Chiều cao cái này hiện tại giờ là được 70, tỷ lệ quá đẹp. Rồi bây giờ em sẽ bước vô em tả cây. Thì cây cô chú chị nhìn thấy đây là mặt tiền. Đó, mặt tiền nuôi cây, giót thân. Cây này giót cây lắm nha, nó lùng lực giót cây. Đế thì em cũng tả của chúng chị em luôn. Cây này đế rất đẹp. Em xoay vòng tròn của chúng chị, tại vì em để sơ dừa lên để tạo độ ẩm cho cây nè. Đó, đế rất đẹp nha mọi người, đế bỏ đều hết luôn. Đó, cốt cành của nó, mà nếu mà nói cốt cành thì chủ vườn nuôi rất là khéo, tận dụng từng cái cốt cành luôn. Chẳng hạn như đây cô chú chị nhìn thấy mặt tiền ha, cốt 1 nè. Còn đây cái cành phong trước em bẻ nó hơi che cái đường thân chút xíu, em này em sai sót chút xíu. Nè, giót cây không? Rất là giót cây. Đó, cây này rất là chuẩn cây nha. Còn giống như ngày hôm qua thì cô chú anh chị cũng góp ý em là phải hỏi hình mặt bông này kia, thì cây này, riêng cái cây này là em đoán nó là một cái cây cúc, không biết bông gì đây. Nè, chọc vào quay hình mặt bông cho khán giả xem. Đây, đó. Nè, bông cúc nha mọi người, ghép thuần rất là lâu rồi. Cái cốt nó rất là bự nha mọi người. Nếu mà cái này thì em đoán cũng phải từ 3 mùa hơn, 3 mùa hơn cái này. Rồi quay tổng thể lại đi chồng. Đây, em quay tổng thể lại cho chú anh chị cùng xem. Cây này, một cây lùng lực bonsai tầm trung. Em xin mạn phép giao lưu giá cô chú anh chị em là 14 triệu. Em bao ship trong nội thành miền Nam. Số điện thoại của em 0912 256 200. Giờ em bước lên cây số 2. Dạ rồi, bước vô cây số 2 của ngày hôm nay. Cô chú anh chị nhìn thấy, đây là một cái cây song thân. Song thân thì cô chú chị nhìn thấy nó có hai thân chính đi lên và bỏ đều những cái dàn tán của nó rất là đều nha. Cây này là một cái cây zin. Nói về cái độ lớn cây thì cây này sẽ không phải gọi là cây lớn, nhưng những cái thế cây á thì nó cũng có vô sách vở nha mọi người, vô sách vở. Em không có nói cây của em nó là một cái cây đẳng cấp hay như thế nào, nhưng tại vì em đi sưu tầm đó, thấy những cái cây này nó được thì em cũng giao lưu về, mua về giao lưu với mọi người nha. Cô chú chị đang nhìn thấy đây là cái mặt tiền của nó, đế của nó tương đối gọi là đẹp nha mọi người. Đây, để em đo hoành cái rồi em sẽ quay cái mặt bên kia cho quý cô chú chị xem. Hoành thì bây giờ đo sao ta, bây giờ em đo thằng này đi vậy cho nó chính xác, chứ đo này là không có được. 117 á, chỗ này có 17 à, thằng chỗ này em đo nó là được 14. Nằm chậu lọt lòng 62, hông của nó là được 43, tán ngang của nó hiện tại, cô chú chị nhìn thấy không, cây hoành có mười mấy mà tán ngang của nó hiện tại là 1m2, cây này cao là 1m8 nha mọi người, 1m8. Cái này thân chính của nó 1m8, tán chi cành bỏ đều về một bên hết, thì bên này có thân phụ bỏ đều về bên phải của em hết nè, cốt cành rất là bự. Cái này thì em mua bán có sao nó vậy, cây này cây zin em không biết mặt bông nha mọi người, cây zin em không biết mặt bông, nhưng cái này thì em cũng mua của một người anh bên Cao Lãnh, thì thực sự ra nói thì chắc em đoán nó cũng là bông đẹp thôi, tại vì em cũng không hỏi nha mọi người, tại vì trước mắt em không thấy thì em sẽ không có bao được nha. Rồi cây này quay mặt bên này luôn đi chồng nè,
quay vòng tròn tại mình để quên để bằng xoay vô rồi. Đế cái này nói chung cũng gọi là tương đối gọi là đẹp nha mọi người. Cây này sẽ không có vô mà dạng như là một cái cây mà hoành lớn, nhưng mà nói về cái độ độc của nó thì nói chung cái cây này cũng hơi có độc nha mọi người, hơi có độc. Tại mình tìm được cái cây mà song thân mà mình múa gì á cũng hơi khó nha mọi người. Rồi, cây này là cây số 2. Mọi người xem lại, đây là tổng thể. Em xin bằng phép giao lưu giá cô chú anh chị em 14 triệu. Em bao ship trong nội thành miền Nam. Số điện thoại của em 0912 256 200. Giờ em bước lên cây số 3. Dạ rồi, cây này là cây số 3, là một cái cây mai độc lạ nhất của ngày hôm nay. Cây này em xin giới thiệu với cô chú anh chị đang nhìn thấy một cây ấm tàn. Cây này em giao lưu của một người anh về nha. Một cây mai xù bú. Bây giờ em sẽ tả cây trước và em sẽ giới thiệu cho mọi người chuột bú nó nằm ở đâu nha. Bây giờ cây này là một cái cây mai hàng nuôi zin. Cây này thì cốt cành, mà nếu mà nói về độ chuẩn của cây á, tại thì không có thể nào mà nuôi được một cái cây cốt cành chuẩn. Tại vì bên Cao Lãnh thì những anh em thì sửa ấm tàn hết. Cây này thì bông, em nói của chú anh chị bông zin thì em cũng xác nhận lại, tại vì cây này nó cũng tương đối gọi là lớn tiền chút, thì em cũng có hỏi, thì anh em cũng có nói là bông á tại ơi, 5 cánh có, 7 cánh có và 10 cánh có thì nó gọi là bông zin nha mọi người. Rồi, đây cái phong tàn. Rất là ấm nha mọi người. Ấm phong tàn hết. Rồi bước vô đo thông số. Thì cái này là một cái cây mai na ná như hình thú, nhưng mà cái mình nó hơi lạc lòi chút xíu, là gọi là dạng như là thú quái. Còn cái dàn chân cũng gọi là những cái thú thôi, mà không có được chuẩn cho lắm nha mọi người, không được chuẩn cho lắm. Hoành eo chuẩn, có cắn không? Rồi hoành eo chuẩn của nó là 50 nha mọi người. Cái này ép chậu, cái này thì hiện tại trước giờ cái này trồng chậu sau thì nó như vậy nha mọi người, chưa có thay chậu nha. Rồi lọt lòng 63, dài 63, hông của nó là được 40, tán ngang của nó hiện tại 1m, gần 1m5 nha. Tán cao của nó hiện tại cái này là được 80. Rồi bây giờ quay vô cái chỗ mà đặc điểm nhất về cái cây mai này, gọi là một cái cây mai xù bú, thì nó là đây nha mọi người. Đó, mọi người nhìn thấy không? Cục bú rất là bự. Thì nhiều khi anh em cũng hay sợ là nói là, Tài ơi, cục này là từ T90 ra. Thực sự em xác nhận 100% không phải là T90. Cây này, phôi này ngày xưa thì nằm bên Cao Lãnh thì em cũng có biết rồi nha mọi người. Từ lúc phôi thì cũng có 2 năm ngoài à. Em cũng biết à, cục bú rất là bự nha mọi người. Bây giờ em sẽ đo cái cục bú. Nè, em quay lên trên vừa luôn nè. Cục bú thì nó ăn từ dưới nè, quấn lên trên. Nhưng á, bú này thì em biết cái chỗ này nó hơi khô, nhưng ở trong thì vẫn còn, em mới vệ sinh đây nè. Em sẽ có cách bảo quản cục bú này sao để cho nó tồn tại muôn đời nha mọi người. Thì muốn tồn tại thì nó lâu, thì mọi người phải xử lý nhiều lần nha. Giờ em sẽ đo cái cục bú, giờ đo cục bú đo sao trời. Đo vậy hả? Đó, được rồi. Nè, đây, cục bú chỗ này của nó không là 47 nha mọi người. Đo đây nó cục bự nữa nè. Đó, em đo đi cho mọi người biết cái cục này. Hiện tại chỗ này của nó là tầm, em đo về là 50, nhưng mà em coi như 45 đi, vậy cho nó dễ. Tại vì cục bú thì nó có nằm vị trí này cũng rất là đã nè. Nè, nó xù bú nha mọi người. Thì những cái cây thì theo quan niệm của những anh em cũng chơi cây lâu năm á, thì quan niệm vậy nè, những cái cây mai xù giá trị nó cao, nó dạng như là xù nó đưa ra cục bú vậy, gọi là hàng cây nó dư giả, nó gọi là phong thủy nha mọi người. Đó, thì Tết đến thì mọi người có cây này, chẳng hạn như anh em nào thích những hàng độc lạ thì nên lựa chọn cái cây này về sưu tầm nha mọi người. Đây, bông thì bông zin, dàn đế thì thân quái. Cây này xấu nhất là cái mọi người biết gì không? Cái chậu nha mọi người, cái chậu không được đẹp. Chậu này chậu thường, đã bị bể cột dây nhôm đã bị bể cột dây nhôm ở đây nè. Đó, sát cây mai cân đối gọi là lớn, cốt cành của nó bẻ tứ diện nha mọi người, bẻ tứ diện, bởi vậy là nó sẽ ấm tàn như vậy, chứ không phải, tại vì cái thân thủ của cây này á, nó không phải là một cái, nó đi theo một cái bài nào hết, không đi theo một nguyên tắc nào, nó quái cây, bởi vậy là phải lợp cho nó ấm tàn. Rồi đem quay tổng thể lại cho mọi người cùng xem cây xù bú của ngày hôm nay, một cây rất là độc lạ. Tại vì ngày hôm nay em chỉ lên được 3 cây thôi nha mọi người, 3 cây hàng thành phẩm làm hơi lâu. Rồi, cây này là cây số 3, cũng là cây cuối clip của ngày hôm nay. Em xin bằng phép giao lưu giá cô chú anh chị em 42 triệu. Em bao ship trong nội thành miền Nam. Số điện thoại của em 0912 256 200. Quay tổng thể ra trồng, thấy hết 3 cây.
Em rất cảm ơn quý cô chú anh chị nãy giờ đã theo dõi hết cái đoạn clip của em trong ngày hôm nay. Kính chúc cô chú anh chị nhiều sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Cô chú anh chị đi ngang thấy clip của em hay, em xin mỗi người một like và một cái chia sẻ. Nếu cô chú anh chị yêu mến em hơn, cô chú anh chị cho em xin một cái đăng ký kênh để em có động lực sưu tầm những mặt hàng mới về, đọc lại hơn, giao lưu với quý cô chú anh chị. Clip của em xin kết thúc tại đây. Em chân thành cảm ơn và em xin chào tạm biệt quý cô chú anh chị em.